xin chào tất cả các bạn, chào mừng toàn thể tất cả các bạn đã quay trở lại với chào mình Vâng, mình là Nhóc Mà Tê đây Giờ lời đầu tiên được cho Nhóc Mà Tê chúc toàn thể tất cả các bạn có một ngày mới thật sự vui vẻ Để mà bên gia đình và người thân các bạn ơi Hôm nay thì không biết là tất cả các bạn có nghe giọng Nhóc và Tê có bị trong, bị đục hay bị thanh, bị thiết gì không Thì nói thật với anh em là hôm nay Nhóc Mà Tê... Um, mấy hôm nay um, ngoài miền Bắc của mình thay đổi thời tiết rồi mưa lạnh rồi lắng nóng rồi các kiểu con đà điểu vào đấy thì là nói thật với anh em là Xong đã thế mình lại chơi làm đôi ba cốc tà tưa Xong lại đôi ba ly trẻ thái Xong lại các kiểu con đà điểu làm lại làm ly gọi là nước đá vào đây Ui trời ơi chính bởi vậy mà bây giờ cái họng của mình nó nó đang bị đơ Anh em ạ nó đang bị đơ à, rồi Rồi thì bỏ qua cái họng đơ đơ của mình đi Thì hôm nay nhóm MT sẽ đi làm Đó chính là nhóm MT sẽ test bỏ qua mấy ông lính này luôn anh em nhé. đó hôm nay nhóc bảo tê sẽ làm cái gì? hôm nay nhóc bảo tê sẽ làm đó chính là nhóc bảo tê sẽ đưa những cái bình, những cái bình mà nó gây sát thương lên. đó chính là nhà chính, phòng thủ hoặc là tất cả một cái đơn vị gì đó. thì như các bạn biết được rằng là cái bình động đất của chúng ta, ấy, đó anh em thấy không? rất là ok nhá. sau cái bình động đất thì chúng ta sẽ có đó chính là cái bình sấm sét. vâng và sau cái bình sấm sét thì chúng ta đang có một cái bình nữa. đó chính là món quà bất ngờ đến từ ông già loen thì hôm nay nhóc MT sẽ đi làm test cùng với tất cả các bạn Đó chính là đưa ba cái bình đó Đưa ba loại bình đó nha anh em nha Đẩy vào hết tất cả con nhà chính của Thờ An 13 Và chúng ta cùng xem cái kết quả đây rồi Chúng ta cùng xem kết quả là liệu rằng Vâng bây giờ anh em tạm dừng tạm pause xe lại Đó chính là anh em tạm dừng ngay cho mình là 12, 13 cái bình động đất này Động đất 5 anh em nhé Liệu rằng có penalty được ăn một phát được Đó chính là con nhà chính cấp độ 13 không Hiện tại con nhà chính này không phải là một con nhà chính mắc Nhưng mà thôi cũng được không sao cả Bất chấp bắt hết anh em nhé Miễn là nhà chính của Thâu An 13 Mình bắt hết đó Rồi không để anh em phải chờ đợi lâu nữa Bây giờ chúng ta sẽ thả cái bình đầu tiên Rồi Ui. Xuống máu Một bình xuống sâu này á Trời ơi Hai bình thì có khi phải là một lửa máu còn đâu. Ô. Rồi hai bình phát hết lửa máu luôn rồi Ủa, Ba bình thì sao nào? Ui, làm phát 50% máu luôn. Trời ơi. Nhưng mà nói thật với tất cả các bạn nhá, bắt đầu từ cái bình thứ ba này đi thì cái lượng sát thương gây lên con nhà chính nó không được. Nó không được giống như kiểu đó chính là ba cái bình đầu tiên nữa đâu. Đó, mình sẽ thả cái bình thứ tư cho các bạn cùng xem này. Vâng, bình thứ tư này. Trời ơi dụng tường Nhưng nhà chính vẫn còn nguyên Vẫn bình thứ năm này Ui giời lại dụng tường xung quanh Đó anh em thấy không Bắt đầu từ những cái bình thứ tư đổ đi Thì mình thấy được rằng là Mình test nhiều rồi Thì mình thấy được rằng là Cái lượng sát thương nó bị uh, bị Gần như là Nó không gây lên sát thương nữa ba cái bình đầu tiên các bạn nhé Nếu như nói là ba cái bình đầu tiên gây sát thương 100% Thì bắt đầu cái bình thứ tư đổ đi nó sẽ gây lên những là cái sát thương chỉ là 50% phần trăm thôi đó các bạn thấy không cái sát thương này thì làm sao khi nào nó mới dụng được cái con 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 nhà chính này này cả được ông ơi ui rồi ơi ước ao nó cứ như kiểu là cái bình đầu tiên mình thử lệch xem con um, ấy này sao thả lệch mục tiêu bắt ui rồi vẫn cứ thế động đất rồi ôi trái chấn địa trái chấn địa đây rồi đây theo đúng kiểu anh em làm fan one piece one piece ấy, thì anh em biết rằng đây là cái trái chấn địa anh em ạ ôi dùng lẩy hết cả bần bật lên ôi trời ơi 13 ba bình động đất mà không ăn được này vô lý cực kỳ vô lý đó anh em thấy không ba cái bình đầu tiên các bạn thấy được rằng là ba cái bình đầu tiên nó gây lên gần như 50% mươi sát thương rồi nhưng bắt đầu từ cái bình uh, thứ ba đổ đi thì mình nhận biết được rằng là mình cũng chơi cái này nhiều rồi nên mình mới nhận biết được thôi thì mình nhận biết được rằng là cái bình từ cái bình thứ ba đổ đi thì nó không còn sát thương nữa các bạn ạ cái lượng sát thương của nó cực kỳ nhỏ bé luôn cực cực kỳ nhỏ bé anh em nhá vâng và bây giờ thì chúng ta sẽ đến đó chính là cái bình peo sấm sét anh em nhá rồi chúng ta cùng sẵn sàng, đó chính là đến với cái trận thứ hai cùng với mình. Cái trận đầu tiên thì các bạn thấy được rằng là à, cái căn nhà này thì đang nâng cấp, nên chính bởi vậy mình sẽ không đánh nữa anh em nhé. Đấy, đây 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 thật sự rồi. Đó, thì à, hiện tại đang dư một bình đi các bạn nhá. Chính bởi vậy mình mang luôn theo một bình động đất. Nếu không dư một bình không mang cái gì đi rất chi là phí luôn. Thì chúng ta cùng test tiếp, đó chính là cái bình sức mạnh. Của sấm xét liệu rằng nó có à trái uh, sấm xét liệu rằng là nó có khác với lại trái chống uh, chấn địa hay không đó cái trái chấn địa thì uh, gọi là ba uh, cái phát đánh đầu tiên thì nó gây 100% sát thương nhưng từ những cái phát đánh phía sau đi thì, thì mình thấy được rằng là cái sát thương của nó gần như không còn nữa thì chúng ta xem cái trái sấm xét này liệu rằng là nó có ui à, ui rồi à. ui khỏe phết nhỉ nhưng mà máu xuống có vẻ không ăn thua cho lắm Trời ơi nào, mình sợ bạn quá ui 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 có vẻ là có vẻ là xuống thấp máu thế nhỉ có vẻ là cực kỳ thấp máu ấy ở đây 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 kết hợp luôn một bình động đất là xem nào Đấy. ui ơi cứ ầm ầm thế xem nào hai bình phát ra là để cho chơi nó máu nào ui ơi dụng luôn con tháp cung rồi mà được ông thế, thế, thế lại em lại lại sai rồi ui trời ơi thế này thì lại sai lại sai lại sai lại sai rồi lại sai rồi bị lừa bị lừa bị lừa rồi anh em ơi ơi con nhà chính không biết là con nhà chính máu ở đâu nữa thề với anh em luôn cả một đống đấy không biết ông nhà chính ở đâu nữa thôi quyết định là đi về và chúng ta sẽ đến đó chính là cái bình peo thứ ba đó chính là món quà bất ngờ đến từ ông già Loen liệu rằng có đại phá được con nhà chính của mười 13 không các bạn nhé rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến đó chính là cái peo thứ ba đó chính là một cái món quà bất ngờ đến từ ông già loen các bạn ạ rồi đây rồi gặp một con nhà giàu thế này các bạn ơi thế mà mình mình có lên đánh đánh xong nhà lại đánh mình sẽ tung hỏa lực tất cả các thứ nhá các bạn nhá mình sẽ tung hỏa lực vào cái con nhà chính này đi sau đó thì mình sẽ thả kinh nguyên sau rồi các bạn thấy không trước khi này rồi ôi ôi sao thương đâu rồi? sát thương lên lại nhỏ bé này thôi á. Ôi trời ơi thế này mình mình cảm giác như mình mình càng ngày mình thấy sai rồi. Càng ngày mình càng thấy sai rồi anh em. Ôi trời ơi ôi sao lại bé thế? Bé tẹo bé teo này thôi à anh ơi. Anh ơi, anh ơi anh, 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 em có làm gì sai không? Cho kia ôi trời ôi ôi trời ơi, thề với anh em luôn là cái sát thương nó nó, nó bé gọi là thể thề với anh em luôn. nó nhỏ quá là nhỏ bé luôn ui trời ôi ôi trời ôi không khác gì cái bình sấm sét thề với anh em luôn mình thấy rằng cái bình động đất ấy mà ba cái bình đầu ấy nó kéo nó rút máu cực ghê gớm luôn nhưng mà bắt đầu từ cái bình uh, thứ tư đổ đi thì nó không rút máu được nhiều thôi nhưng mà năm cái bình uh, sấm sét này, năm cái bình của uh, ông già Loen này, cảm giác như là nó không không thả bằng được ba uh, bốn cái bình, đó chứ ba bốn cái bình động đất được. Rồi ok. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ đến đó chính là cái trận cuối cùng với nhóc MT. Nhóc MT sẽ cho đó chính là kết hợp tất cả ba bình peo kia đi với nhau rồi đi với nhau các bạn nhá sẽ cố gắng đại phá đó chính là con nhà chính thờ hàn mười ba rồi mình sẽ thả đó chính là rồi một bình động đất này. đó các bạn ơi thấy không rồi động đất nó phải xuống như thế như đây tiếp tục bình như ai này mình cảm giác là cái bình động đất nó xuống gọi là rất chi là phê pha luôn đó trời ơi bốn bình đi nhá bốn bình đây đã thế chơi luôn năm bình rồi ui xoài ơi chơi con nhà chính ra rồi đẹp rồi đẹp rồi Ông già lôi em xuống phát đi bạn ơi Bạn ơi ông già lôi em xuống luôn đấy Trời ơi Cái hợp Bắn nó Trời Ui dồi Ui dồi, ui dồi ui. Cảm giác như cái sát thương không có nhỉ sấm xét luôn này sấm, Ui dồi Dạ 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 Đập Ui ơi. Chiến nó em Đập đi Ui Ui Ui, ui kia Ôi trời ơi Còn tí máu nữa thôi anh em ơi cố lên, cố lên cố lên cố lên cố lên Làm phát này nữa là chơi cho thắng luôn nào Thắng luôn Ui giời ơi thả linh tinh thế ông ơi Ông thả đúng hướng cho em phát đi Trời ơi vào luôn vào luôn vào luôn Ui giời ơi Thôi cuối cùng nhau mà tê đúc kết ra được một cái điều là nhau mà tê đầu hàng Chắc chắn một điều rằng là những cái bình peo sấm sét, những cái bình peo ông già lô em, rồi là những cái bình peo động đất sẽ không thể nào có lẽ rằng là supercell người ta đã đã tính đến cái chuyện mà chúng ta sử dụng những cái bình để phá tiêu diệt căn nhà chính lấy ba sao rồi chính bởi vậy người ta đã xét cho chúng ta rồi khi mà chúng ta đẩy vào một cái công trình nào đó nguyên một cái bình nào đấy hoặc là tất cả các bình nào đấy thì mình nghĩ rằng là sẽ không đại phá được còn hôm nay mình sẽ không nói về những cái bình xương hay bình rơi um, các bạn nhá bởi đấy là tạo ra những cái đơn vị rồi còn đây là cái sức chấn động này cái sức sấm xét cơ thì các bạn có thể thấy rằng là có thể phá được cái này Có thể sấm xét có thể phá được cái tháp phòng không này Hoặc là à, bình động đất các bạn thấy rằng là ba cái bình đầu tiên Nó rút xuống gần như 50% máu Nhưng những cái bình thứ sau Những cái bình thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy Đổ sau thì mình thấy rằng là cái lượng sát thương gần như nó không còn luôn Đó, chính bởi vậy mà chúng ta đầu hàng Rồi ok, Để lại video của nhau rồi đây Đến đây kết thúc rồi Hẹn tất cả các bạn vào những video lần sau rồi anh em nào có những ý tưởng nào hay Đừng quên để lại những comment bình luận của mình Phía bên dưới các bạn nhé Giờ thì xin chào các bạn lại Tất cả các bạn